món rất đặc biệt, rất ngon, các anh xã rất thích và các chị em phụ nữ chúng ta cũng rất mê. Đó là món nem chua thịt bò. Trước tiên để chuẩn bị thì món nem chua thịt bò chúng ta gồm có 1 kg thịt bò xay sẵn mình sử dụng. Thịt bò xay sẵn như thế này. Các bạn chọn thịt bò tươi, ngon, không mỡ, cũng không dính gân. Đây là 2 khay, nửa cân. Mình làm 2 khay này là 1 cân. Bì lợn khô. Đây là 1 gói bì lợn khô có 200g. Thì nếu 1 cân thịt bò chúng ta làm, chúng ta sẽ sử dụng 1/2 gói bì khô này thôi. Và đây là số bì khô tôi đã ngâm sẵn và luộc qua. Sau đó tôi cho vào ngâm một nước lạnh và vớt ra để thật ráo nước. Và chúng ta lấy giấy thấm, giấy chúng ta sử dụng ở bếp này, chúng ta sẽ thấm khô bì đi. Và chúng ta sẽ để vào trong tủ lạnh cho bì được giòn và trắng như thế này. Trong khi chúng ta luộc bì thì chúng ta sẽ cho vào bì thì khoảng 1/2 nhánh gừng đập dập. Rồi chúng ta luộc cùng cho làm đỡ hôi mùi bì đi. Và gia vị gồm có rau răm, ớt tươi, tỏi. Sau đó chúng ta sẽ gói quả nem và sẽ trộn một phần nào đó vào nem. Không quên chúng ta chuẩn bị thêm màng bọc thực phẩm và 1 cây lăn bánh để chút nữa chúng ta sẽ lăn cho nem được chắc, và 1 cái khay như thế này. Nếu các bạn không có khay như thế này thì có thể các bạn sẽ dùng cái khay nào tương tự như thế này bằng nhựa cũng được. Thì chúng ta chút nữa chúng ta ép nem cho thành một khối vuông phẳng để chúng ta cắt cho dễ dàng. Sau đây mình sẽ thực hiện món nem chua thịt bò này. Trước tiên chúng ta sẽ xay lại cái thịt bò này để một lần nữa, và sau đó chúng ta để vào trong tủ lạnh khoảng 1/2 giờ. Bây giờ chúng ta sẽ xay thịt bò. Mình sử dụng cái máy xay này công suất rất là nhỏ, cho nên mình sẽ xay khoảng 1/2 chỗ thịt bò này thôi. Lên một lần nữa. Chúng ta chỉ nên xay rối thịt thôi, chúng ta không nên xay quá kỹ. Thịt rất dẻo mịn như thế này, không quá nhuyễn. Và sau đó chúng ta xay nốt chỗ còn lại, chúng ta sẽ cho vào một cái tô và cho vào trong tủ lạnh 1/2 giờ, sau đó chúng ta mang ra trộn. Bây giờ trở lại mình sẽ thái tỏi và
ớt mình thái khoảng 2 trái và tỏi khoảng độ 4 nhánh hoặc 5 nhánh như thế này. Số phần này tỏi ớt mình sẽ băm nhuyễn cùng với nhau. Và xin lỗi các bạn, hồi nãy phần mở đầu giới thiệu các nguyên liệu để chuẩn bị làm món nem chua bò này thì mình có quên giới thiệu với các bạn, đây là gia vị để làm món nem chua này. Gói này là gói để chút nữa chúng ta cho vào nem để trộn lên, sẽ giúp cho món nem của chúng ta gọi là gói nem chua. Mình mua cái này là của Thái Lan để trộn vào thịt bò. Và sau đây mình sẽ thái phần tỏi ớt này ra. Phần tỏi ớt này chúng ta trộn vào thịt bò. Nếu các bạn nào ăn cay thì các bạn nên trộn, còn các bạn nào không ăn được cay thì chúng ta chỉ sử dụng tỏi thái lát và ớt thái lát của chúng ta đặt lên cái nem, sau đó chúng ta bọc lại. Chút nữa tôi sẽ làm đến phần đó, còn nếu các bạn có ăn cay thì các bạn có thể bằng tỏi ớt chung và chúng ta trộn những lọc thịt. Tỏi ớt chúng ta băm nhuyễn. Trong khi chờ đợi thịt đã để vào trong ngăn đông để cho thịt bò hơi cứng lại, sau đó chúng ta bỏ ra, chúng ta trộn phần tỏi ớt và gói bột nem chua này vào và cả bì nữa. Phần sau mình trộn cho các bạn xem. Đây là chuẩn bị gia vị trước đã. Món nem chua này nghe thì rất là khó làm, nhưng mà các bạn xem xong rồi các bạn thấy nó dễ lắm. Ngày trước mình cũng không có biết làm, cho nên mình nghĩ là khó, và bây giờ mình đã làm thành công rất là nhiều lần rồi. Vì thế hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn nào muốn học món nem chua bò này. Rồi đây là phần tỏi đã bằm nhuyễn chúng ta để sang một bên, và tiếp đó chúng ta bằm ớt. Nếu các bạn có ớt hiểm xanh nữa thì chúng ta chỉ cần dùng một trái ớt đỏ và một trái ớt màu xanh nữa. Chúng ta bằm nhuyễn vào cho có màu xanh, màu đỏ và màu trắng thì sẽ làm cho phần nem chua của chúng ta sẽ hấp dẫn hơn. Đây là phần tỏi ớt mình đã băm sẵn để chút nữa chúng ta trộn thịt bò. Rau răm các bạn sử dụng rau răm tươi, các bạn nhặt lấy phần lá như thế này, các bạn để riêng trước khi. Đây là rau răm tôi đã rửa sạch rồi. Trước khi các bạn rửa rau răm, sau đó các bạn phải dùng giấy thấm này, các bạn thấm nhẹ nhàng cho thật khô nước. Bởi vì tất cả nguyên liệu như tôi làm nem chua này là không một chút gì được dính nước vào nem cả. Sẽ giữ được cho nem rất là lâu và sẽ không bị hỏng nem. Các bạn lưu ý nhé, tất cả mọi thứ kể cả bì lẫn rau răm chúng ta đều phải thấm nước thật khô ráo. Sau đó chúng ta mới trộn vào thịt thì sẽ giữ được nem của chúng ta ngon và không bị hỏng. Bì chúng ta dùng kéo và cắt nhỏ sợi ra. Để chút nữa chúng ta trộn vào thịt bò sẽ không bị quá dài. Vậy là phần
chuẩn bị chúng ta đã chuẩn bị xong. Bây giờ chỉ còn đợi thịt bò của chúng ta trong khoảng 30 phút nữa. Rồi chúng ta sẽ trộn món nem chua này nhé. Đây là phần thịt bò sau 30 phút mình đã để trong ngăn đá tủ lạnh ra. Nó hơi có đóng băng một chút, như vậy là rất tốt. Sau đây mình đảo đều lên và trộn gia vị vào trong thịt. Mình sẽ lấy một cái tô to hơn. Đây là cái bát tô to hơn để mình chút thịt vào cho rộng để mình trộn cho dễ hơn. Chút thịt bò vào đây. Mình cho số tỏi băm, ớt băm khi nãy vào. Mì khô chúng ta cũng chút hết vào. Đây là gói men chua để làm thịt bò nem chua đây. Bây giờ tôi cũng sẽ cho vào. Trong gói men khô này, chúng ta cũng có thêm một gói men khô nhỏ nữa. Chúng ta chút phần men này vào trước. Tiếp đến chúng ta cho tiếp gói nhỏ vào. Cho thêm chút tiêu xay nữa. Các bạn thích ăn tiêu nhiều các bạn cho nhiều, các bạn cho ít cũng được, tùy theo khẩu vị của các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn đều phần hỗn hợp này lên. Các bạn nhớ trộn đều và nhanh tay. Nếu các bạn nào có găng tay thì các bạn đeo bao găng vào, các bạn bóp cho hỗn hợp thịt với cả bì quyện vào với nhau. Mình sẽ dùng túi ni lông, mình sẽ cho tay vào bởi vì mình không có găng tay. Túi ni lông mỏng như thế này cũng được. Nếu các bạn nào mà nhà dùng máy quét thì các bạn nên cho hỗn hợp này vào, các bạn quét khoảng độ 3-4 phút gì đó cho hỗn hợp được quyện đều với nhau. Còn nếu không có máy thì các bạn sử dụng găng tay hoặc là túi ni lông như này mình cũng được. Làm sao đó để cho hỗn hợp dẻo mịn thành một khối và ngấm gia vị. Thank you.
bỏ đi. Và chúng ta lấy muỗng gỗ chúng ta đảo đều lên một lần nữa. Bò của chúng ta vẫn còn lạnh cho nên chúng ta sẽ đảo thật nhanh tay và đều. Đây là một khối nem chua của chúng ta đã được đến công đoạn như thế này rồi. Mình sẽ cất vào tủ lạnh ít phút, sau đó chuẩn bị khay để ép nem. Lăn bánh cho đây và chúng ta dùng màng thực phẩm, người ta bọc cái khay này lại, trải lên trên này một lượt. Chúng ta trải thừa ra như thế này. Và chúng ta xoay ngang ra như này, chúng ta trải thêm một lượt nữa. Trước nữa chúng ta đổ thịt vào, chúng ta ép cho nó chặt hơn. Đây là khuôn mình đã chuẩn bị xong và bắt đầu chúng ta cho nem vào để chúng ta ép cho chặt. Đây là một khối nem mình đã vừa trộn lúc nãy xong, các bạn đã nhìn thấy. Các bạn dàn đều ra bởi vì cái khay này hơi rộng. Nếu các bạn dàn đều ra tất cả khay cũng được, mà các bạn chỉ cần cái nem của mình nó làm sao đó vuông vức và đẹp mắt. Trong lúc này các bạn nên ép nem làm sao cho chặt tay, mạnh tay để nem sẽ cứng lại. Đến công đoạn này là gần như nem đã xong hoàn toàn. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa là chúng ta cho vào tủ lạnh thêm 3 tiếng nữa và sau đó chúng ta lấy ra cắt thành hình khối vuông hoặc to nhỏ tùy thích các bạn. Sau đó chúng ta gói với lá dăm và ớt lát, tỏ thái lát. Chúng ta tạo hình cho cái nem nó được bắt mắt vào đây.
Phần này các bạn chỉ việc ấn nem cho chặt tay thôi. Các bạn nhớ nhé, ấn càng chặt tay, nem càng chặt càng ngon. Các bạn dàn đều ra như thế này, vừa ấn vừa dàn đều ra. Khi mà phần nem nó không được vì đầy cái khay này quá, chúng ta có thể kéo phần nem sát vào phía này và chúng ta lại ấn tiếp để có độ góc vuông của nem. Bởi vì cái khay này làm cân thịt thì sẽ bị rộng, nếu như làm cân rưỡi thì chắc là vừa cái khay này. Các bạn ấn chặt tay nhé, lưu ý là ấn chặt tay, mạnh tay vào và dàn đều nem ra khay cho phẳng. Đây mình đã dàn phẳng đều ra xong, và bây giờ gấp lớp thực phẩm này vào, màng thực phẩm này vào. Bên góc này mình cũng gấp vào như thế này. Và bên đầu này mình cũng gấp lại. Và chúng ta sẽ lấy ra quả quân như thế này, úp xuống. Bây giờ là sử dụng cái lăn bánh, các bạn lăn nhẹ như thế này để cho nem được đều, dàn đều và chặt hơn nữa. Các bạn lăn nhẹ. Nếu bạn nào mà không có cái cây lăn bánh này thì các bạn có thể sử dụng chai bia hoặc là chai nước lọc, miễn sao là có vật tròn như thế này chúng ta lăn lên trên mặt nem. Đã xong. Bây giờ nem chua của chúng ta đã trộn sẵn gia vị và đã chuyển sang màu tái như vậy, chúng ta sẽ cho trở lại vào khay như thế này. Bây giờ là lúc nem chua của chúng ta ngấm men để làm cho nem của chúng ta chua lên. Bây giờ mình sẽ cất vào tủ lạnh. Sau khi chờ đợi 3 tiếng chúng ta sẽ mang nem ra cắt vào gói nhé. Đây là phần nem chua sau 3 tiếng mình đã lấy ở trong tủ lạnh ra. Mình lấy ra đây để cắt nem chua ra, sau đó chúng ta sẽ bọc lại. Hiện tại bây giờ thì nem chua đã cứng lên rất nhiều và vẫn có màu sắc tái đi như thế này. Các bạn mở màng thực phẩm ra.
và nem trụ chúng ta như thế này đây, là một khối vuông. Bây giờ chúng ta sẽ chia đều phần nem này sao cho đều nhau. Tùy các bạn thích vuông hoặc hình chữ nhật, to hay nhỏ. Mình sẽ chia đều ra như thế này. Và chúng ta xoay dọc cái thớt này trở lại. Vì phía phần đầu này chúng ta bị dư ra một chút, chúng ta để riêng ra và chúng ta không sử dụng đến cái đấy, chúng ta sẽ bọc riêng. Cái này mình sẽ chia ra làm 4 phần. Như vậy phần nem của chúng ta đã cắt xong, tôi đã chia được thành 20 chiếc nem chua như thế này, 20 phần. Bây giờ chúng ta bọc lại. Riêng phần thừa chỗ này của nem chua mình sẽ bọc lại. Cho mấy lá ớt và lát tỏi lên đây. Chúng ta bọc lại.
Bây giờ tiếp tục nhé. Các bạn trải màng thực phẩm ra. Sau đó các bạn lấy nem. Một miếng như thế này. Ớt các bạn cho tùy thích. Nếu các bạn ăn cay cho nhiều, các bạn ăn ít cay và các bạn cho ít hoặc không cho. Lá rau răm. Tỏi. Chúng ta bọc lại. Chúng ta bọc chặt tay một chút. Tiếp tục chúng ta bọc lại một lần nữa. Chúng ta bọc chặt tay như thế này. Và đây là chiếc nem chua. Tôi đã bọc xong. Chúng ta xếp vào đây. Chúng ta tiếp tục bọc cho đến hết nem. Rau răm chúng ta chỉ lấy phần lá. Ta hơi kéo chặt vào phía lòng một chút. Nếu như mà thực phẩm dài quá chúng ta có thể cắt bớt đi và chúng ta gập ra phía sau cho cái nem đẹp như thế này và chúng ta bọc thêm một lần nữa cho nem được kín và chặt hơn.
Sau khi nem bọc hết, chúng ta để trong tủ lạnh 48 tiếng, tức là 2 ngày đó. Sau đó chúng ta mở ra kiểm tra xem đã nem đã chua chưa. Đây là nem tôi đã gói xong như thế này. Và chúng ta lại tiếp tục làm cho đến hết. Đây là chiếc nem cuối cùng mình gói, là đã xong. Các bạn nên thực hiện cho người thân của mình ăn rất vệ sinh sạch sẽ, các bạn không cần phải mua ngoài tiệm nữa, rất an toàn. Đây là chiếc nem cuối cùng mình đã làm xong. Mẹ đang làm nem. Nhanh lên đi ra ngoài đi. Nhanh lên, mẹ đang nói kìa. Mẹ đâu ạ? Mẹ chị yêu bà. Thôi đi ra ngoài nhé, không nói nhé. Nhanh, đi. Ngồi ra ghế đi. Đây là chiếc nem cuối cùng mình gói. Mình đã hoàn thành xong mẻ nem chua này. Và chỉ việc đợi 48 giờ nữa là chúng ta được ăn thôi. Đây là những chiếc nem mình vừa hoàn thành xong cùng với các bạn. Các bạn nhớ làm cho gia đình và bạn bè thưởng thức nhé. Rất là vệ sinh và ngon, các bạn không cần phải mua ngoài tiệm nữa.